tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Xuân Phạm TV. Thì hôm nay mình tiếp tục cái chủ đề nói về các cái loại visa ở Nhật ấy. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn là một cái visa khác mà ở Nhật hiện nay cũng 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 có. Thì muốn cho những cái bạn chưa biết thì có thể xem video của mình để nắm được thông tin. Thì ngoài ba cái loại visa cơ bản, đó là visa thực tập sinh, visa kỹ sư và visa du học sinh, thì còn một vài cái loại visa khác. Đó là visa gì các bạn biết không? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn sâu hơn về các cái loại visa đấy. Ví dụ như là đối với những người giàu ấy, người ta muốn sang Nhật kiểu gì? Thì có rất nhiều cách cho người giàu đi sang nước ngoài, nó cũng giống như là việc sang Mỹ, sang Canada hay là sang Nhật cũng thế thôi. Thì người ta đi sang bên Nhật này, người ta có thể làm một cái loại visa đặc biệt, đó là visa doanh nhân các bạn, visa dạng đầu tư đấy. Các bạn có tiền mà thì các bạn có thể xin cái đấy thì rất là dễ các bạn. Đấy là một loại visa khác nhé. Visa tiếp theo đó là một cái loại visa thăm thân. Thì nói đơn giản như trường hợp của mình nhé, mình là kỹ sư, visa của mình là kỹ sư rồi, thì mình có quyền bảo lãnh vợ con hoặc người thân sang bên Nhật. Đấy, thì đối với vợ con nhé, thì mình có thể bảo lãnh để sang sống chung cùng với mình. Thì khi đấy cái visa của vợ mình nó cũng là một loại hình thức visa khác mà có thể sang Nhật được, đó chính là visa theo kiểu người thân đấy các bạn. Đấy, thì bạn hoàn toàn có thể là bảo lãnh vợ con sang, thì vợ của bạn sẽ có visa, cái visa đấy sẽ ăn theo visa của mình. Ví dụ visa của mình là mình có chia sẻ trong một cái video ấy, mình có visa 3 năm thì vợ mình cũng sẽ có visa 3 năm nếu như được xét duyệt ok, không có vấn đề gì cả, và con mình cũng thế đấy, thì cũng có thể được visa 3 năm. Thế ngoài ra còn cái này nữa, rất ít người chia sẻ cho các bạn biết, nhưng mà đấy nó cũng là một cái quyền lợi các bạn được làm được, đó chính là bảo lãnh cả bố mẹ vợ hoặc bố bố mẹ đẻ mình ấy, sang bên Nhật này thăm. Đấy, thì đấy là một cái loại visa nữa, là visa thăm thân. Thì cái này có thể là một số người cũng đã từng nghe rồi, nhưng mà thường rất ít người chia sẻ, mà cũng nhiều người không biết cái này các bạn ạ, người ta ít khi người ta làm. Thế nhưng mà mình xem trên trên mạng ấy, bạn bè của mình có một số người cũng đón cả mẹ hoặc là ông sang để trông trông nom con, hoặc là sang thăm ấy. Hoặc là một số người thì là ví dụ như là mình có thể bảo lãnh cho cả như em trai mình chẳng hạn, hoặc là sang thăm thân, ví dụ thế. Sang thăm thân thì khoảng được 5 6 tháng rồi đấy. Thế mình như ở Việt Nam mình có một người bạn của vợ mình ấy, cũng có trường hợp là đón em rể sang thăm thân 5 6 tháng. Thì trong 5 6 tháng đấy thì sang chơi thì cũng thì không việc gì làm đúng không, thì cũng xin đi làm, mà làm lương cũng cao chứ, cao một tháng lương bên Nhật này, nói đơn giản đi làm thêm như thế cũng phải bằng 3 4 tháng lương ở Việt Nam rồi. Nếu như mình mà so như vợ mình làm ở Việt Nam, làm đi làm công nhân ở Việt Nam với lương 5 6 triệu ấy, thì lương của mình nói chung là một con số gấp vài lần như thế, tám mươi ước đấy đúng không. Thì đấy là cũng một cái hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết được một cái thông tin như thế. Thì những bạn nào như kỹ sư hay gì đấy chẳng hạn, mà muốn bảo lãnh bố mẹ hay là người thân sang theo kiểu vài tháng như thế cũng được, sang đi làm. Đấy, đấy là một cái hình thức cũng mình thấy cũng có người đã làm rồi đấy các bạn ạ. Thì hôm nay muốn làm cái video chia sẻ cho các bạn về cái loại visa đấy nữa. Thế còn một số cái hình thức visa khác nữa đơn giản như này này. Ví dụ như là các bạn đi học hết cấp 3 đấy. À, các bạn xin được học bổng của một trường đại học ở bên Nhật này này. Thì các bạn sang đây các bạn đi du học. Thì đấy cũng là một hình thức visa du học, nhưng mà du học theo kiểu là được bảo lãnh, được được trợ cấp tiền các bạn, không giống như các bạn đi du học sinh kia khác là các bạn tự tự đi, các bạn chạy tiền đi ấy. Thì các bạn đi như thế thì nó vất vả hơn. Thế còn như mình cũng vừa rồi mình cũng có xem ở trên kênh Facebook có một của một cái bạn nữ khá là xinh, đó là bạn Giang Vũ đấy các bạn, ở bên Nhật này. Kênh YouTube của bạn ấy khá là nổi, nên là cũng xuất hiện trên kênh YouTube của mình, nhưng mình cũng xem tìm hiểu thì bạn ấy cũng là một hình thức là bạn ấy học hết cấp 3 ở trường Chu Lan ở Hà Nội ấy. Bạn gái khá là thông minh và khá là giỏi, sang đây tự mình lo no hết được. Đấy, thì visa của bạn đấy cũng là dạng visa đi du học ấy, nhưng mà bạn ấy được bảo lãnh hết, cho nên là cũng cũng được nhẹ bớt cái phần học phí. Bạn đi thì cũng chỉ gọi là lo no cuộc sống, trang trải cuộc sống cá nhân thôi.
Đấy, đấy là một loại visa nữa. Thế còn hoặc là visa khác như các cái bạn nữ thì như các bạn và mình đi visa kỹ sư đúng không? Chứ còn các bạn nữ thì học kế toán các thứ thì các bạn đi visa kiểu gì? Thì bạn đấy cũng kiểu một cái dạng visa giống như kiểu visa kỹ sư như của mình thôi. Đấy. Thì các bạn nữ cũng có thể bạn đi kiểu như là làm kinh doanh các thứ, làm kế toán nhiều lắm, hoặc làm công nghệ thông tin, rất nhiều ngành nghề nha các bạn nhé. Đấy, đối với những bạn mà đi theo kiểu visa giống như kiểu ngang ngang như kỹ sư trở lên đấy, nhiều lắm, ở Nhật có nhiều ngành nghề thì các bạn có thể xem video của mình để biết được một vài cái thông tin như thế. Đấy thì hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn một vài cái loại visa khác sâu hơn so với ba loại visa trước mình có giải thích đấy. Thì nếu như các bạn mà cảm thấy hay bổ ích thì hãy đăng ký kênh của mình để khi mà mình ra video ấy thì sẽ được nhận được thông báo ngay. Hoặc là ví dụ như trong cái kênh của mình có một số cái video về hướng dẫn đổi bằng ô tô ấy, thì có một số bạn là hay cũng có comment hỏi trong đấy đấy, thì nếu như các bạn không đăng ký kênh của mình đấy thì nhiều khi mình đưa ra những cái câu trả lời cho các bạn đấy ở trên kênh ấy, thì nếu các bạn không đăng ký thì các bạn sẽ không biết, vì video mình mỗi ngày mình ra hàng ngày, nếu mà không đăng ký thì người ta không thông báo cho bạn thì nó sẽ trôi qua, đến lúc bạn tìm sẽ rất là mất thời gian. Đấy là ý nghĩa của việc đăng ký các bạn ạ, mà nó cũng là một cái hình thức để ủng hộ cho mình và kết nối với cả mình đấy. Còn các bạn xem xong rồi các bạn bỏ qua thì đến lúc mình ra video mới thì nó sẽ không thông báo cho các bạn biết, thì các bạn sẽ không biết được. Đấy, rất là nhiều khi có thể có những thông tin nó bổ ích hoặc là các bạn đang cần đấy thì nó thông báo với các bạn xem được luôn, thì có phải là rất là đỡ mất thời gian cho các bạn không? Đấy, thì đấy mình thấy có một cái hình thức khá là hay. Thì nếu bạn thấy hay hãy đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cái video này đến cho nhiều người. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ. Rồi, chào tất cả các bạn.